mọi người. Hôm nay con sẽ hát bài Papa Karaoke tiếng Việt nha. Ai biết hát tiếng Anh thì sẽ hát tiếng Anh, còn nếu ai biết hát tiếng Việt thì sẽ hát tiếng Việt. Con nói trước cho mọi người biết là ở trong bài này nó hơi nhanh, với lại nó hơi khó hát, với lại có chút đoạn đoạn 1, đoạn 2 gì đó có tiếng Anh, cho nên là con hát hơi gập ghềnh, cho nên mọi người thông cảm dùm nha. Đây là remote điều khiển, con sẽ làm micro. Màu hồng rất đẹp, con cũng thích màu hồng. Để con điện thoại đó. Ngày còn thơ bé, cha về khi đêm mờ sương. Ngọn đèn dầu hoang im lìm cha tôi ngả về đường. Người dì dặn hỏi thăm con, bạn nhẹ nhàng ngồi bên con, dòng cười thì làm cho con được sưởi ấm dưới bóng cha. Lời thăm dặn là để con về là ngày cặn cù nuôi con, chỉ một mình cha tôi gầy trống. Phần giống như là phần đọc rap của mọi người, cho nên con không có đọc được rap tiếng Anh, con chỉ biết đọc rap một chút về tiếng Việt. I went up to you and you went away in my heart. Oh, Papa.